Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua thì chúng ta đã theo dõi phần 15 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 15 như sau. Lệnh Hồ Xung nghe bên trái khu rừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thanh âm rất thê lương. Chàng lần dò đi đến một ngôi miếu. Bên trong, Mộc Cao Phong đang bức bách vợ chồng Lâm Chấn Nam nói ra chỗ cất bí kíp Tịch Tà Kiếm Phổ. Lệnh Hồ Xung đứng bên ngoài, dùng tên của Nhạc Bất Quần hù dọa, làm lão ta sợ hãi, bỏ chạy đi. Vào trong miếu, chàng thấy vợ chồng Lâm Chấn Nam đã bị đánh đứt hết tâm mạch. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Lâm lão nhờ cậy chàng bảo bọc cho Lâm Bình Chi và nói lại với Bình Chi rằng trong hẻm hướng dương có một vật còn lại trong ngôi nhà cũ, đó là vật tổ truyền của dòng họ Lâm gắn giữ gìn cẩn thận. Lâm phu nhân nhờ nhắc Bình Nhi không được quên mối thâm thù của phụ mẫu rồi dập đầu vào chân cột đá chết theo chồng. Lệnh Hồ Xung thấy mệt, ngồi dưỡng thần một hồi lâu thì Nhạc Bất Quần đến. Chàng bẩm báo rõ hết sự việc vừa xảy ra, cả di ngôn của Lâm lão cho y nghe. Y ra sân bắn một quả pháo lên trời, gọi đệ tử đến. Các huynh đệ muội mừng rỡ gặp lại, ríu rít hỏi han tâm sự, rồi khâm liệm vợ chồng Lâm Chấn Nam vào hai quan tài, tất cả lên đường đi về hướng bắc. Ngày kia đến chân núi Ngọc Nữ, qua sơn, họ để tạm quan tài trong ngôi miếu nhỏ để định ngày mai táng. Lâm Bình Chi cùng họ lên núi ra mắt các đệ tử của phái Hoa Sơn. Lệnh Hồ Xung kể lại chuyến đi cho huynh đệ nghe và đem cách chiêu của Phi Sa Tổ Thạch Thập Tam Đao Pháp của Điền Bá Quang ra chiết giải với kiếm pháp của Nhạc phu nhân. Chỉ nghe tiếng loảng xoảng không dứt, từng mảnh kiếm gãy dài khoảng một tấc rớt xuống bên chân Lệnh Hồ Xung. Nhạc phu nhân cười gian rút tay về, thanh trường kiếm trong tay bà chỉ còn lại cái chuôi kiếm. Nhạc Bất Quần cười nói: "Sư muội, nội lực của sư muội đã tinh tiến đến vậy, khi ngay cả ta cũng bị lừa nữa đó." Vợ chồng lão vốn là đồng môn, kết thành chồng vợ, thời còn trẻ đã quen gọi như vậy, sau khi thành vợ chồng vẫn xưng hô với nhau là sư huynh sư muội. Nhạc phu nhân cười nói: "Đại sư huynh quá khen, mấy chiêu nhỏ nhoi này đâu có gì đáng kể." Lệnh Hồ Xung nhìn những đoạn kiếm gãy dưới đất, lòng thực sự kinh hãi. Mới hay lúc sư nương phóng kiếm đâm tới đã sử dụng hết toàn lực, nếu nội lực không đủ thì xuất kiếm khó thần tốc như vậy. Nhưng mũi kiếm vừa đụng đến da, bà lập tức chuyển luồng nội lực hùng hậu từ thế đâm thẳng biến thành thế chấn động ngang, làm trường kiếm bị gãy thành từng đoạn cho đến tận chuôi. Trong nháy mắt, bà đã vận dụng nội kình tuyệt xảo, thật đã đến mức xuất quỷ nhập thần, khiến Lệnh Hồ Xung vô cùng khâm phục. Hắn bèn nói: "Đao pháp của Điền Bá Quang có nhanh hơn nữa cũng quyết khó tránh khỏi chiêu kiếm này của sư nương đó." Lâm Bình Chi thấy áo của Lệnh Hồ Xung chỗ nào cũng bị thủng, đều là do trường kiếm của Nhạc phu nhân đâm rách. Gã nghĩ bụng: "Trên thế gian này lại có thứ kiếm thuật cao minh như vậy, ta phải học cho bằng được thì mới có thể báo thù cho phụ mẫu." Gã lại nghĩ tiếp: "Phái Thanh Thành và Mộc Cao Phong đều là những kẻ tham lam mưu đồ chiếm đoạt Tịch Tà Kiếm Phổ của nhà ta. Kỳ thực Tịch Tà Kiếm Pháp của nhà ta so với kiếm pháp của sư nương thì cách biệt một trời một vực." Nhạc phu nhân rất đắc ý nói: "Xung Nhi à, người đã nói chiêu kiếm này có thể đâm chết được Điền Bá Quang thì phải dụng công cho tốt nha, ta sẽ truyền thụ cho ngươi." Lệnh Hồ Xung nói: "Đa tạ sư nương." Nhạc Linh Sang nói: "Má má à, Hài Nhi cũng muốn học nữa." Nhạc phu nhân lắc đầu nói: "Nội công của Hài Nhi chưa đủ trình độ, học không được đâu." Nhạc Linh Sang trề môi, lòng nghĩ má má không muốn dạy mình, bèn nói: "Nội công của đại sư ca không hơn Hài Nhi bao nhiêu, tại sao đại sư ca có thể học được, còn Hài Nhi thì không thể học được?" Nhạc phu nhân mỉm cười không nói. Nhạc Linh Sang kéo tay áo phụ thân nói: Gia gia truyền cho Hài Nhi công phu phá giải chiêu kiếm này đi, để sau khi đại sư ca học xong chiêu kiếm này sẽ không ăn hiếp được Hài Nhi nữa." Nhạc Bất Quần lắc đầu cười nói: "Chiêu kiếm này của má má người
gọi là vô song vô đối, ninh thị nhất kiếm, thiên hạ vô địch. Ta làm sao có pháp môn để pha giải? Nhạc phu nhân cười nói, đại sư huynh nói giỡn để trêu ghẹo sư muội cũng không sao hết, nhưng nếu truyền ra ngoài thì đồng đạo võ lâm có thể cười sư muội đến rớt cả răng ra đó. Chiêu kiếm này do bà nhất thời sáng chế ra, kỳ thực trong đó bao hàm tuyệt kỹ kiếm pháp và nội công của phái Hoa Sơn, cộng thêm với sự thông minh tài trí riêng của bà, lợi hại không thể so sánh được. Nhưng do sáng chế vội nên chưa đặt tên cho nó. Nhạc Bất Quần vốn muốn đặt cho nó cái tên là Nhạc Phu Nhân Vô Địch Kiếm, nhưng lão nghĩ lại, vợ mình tính khí cao ngạo, sau khi thành hôn vẫn thích đồng đạo võ lâm gọi bà là Ninh Nữ Hiệp, chứ không thích gọi là Nhạc Phu Nhân. Phải biết ba chữ Ninh Nữ Hiệp là tên gọi thể hiện bản lãnh hành vi của chính bà, còn ba chữ Nhạc Phu Nhân thì không tránh khỏi dựa vào thanh danh lừng lẫy của chồng mà có. Tuy ngoài miệng bà trách móc chồng, nhưng trong lòng đối với tám chữ vô song vô đối, ninh thị nhất kiếm thì rất thích thú. Bà ngấm ngầm khen chồng là người có học, đặt cho chiêu kiếm của mình một cái tên rất hay. Lời nói có vẻ giận dỗi, nhưng trong lòng lại ngầm thích thú. Nhạc Linh Sang nói, Gia Gia, khi nào Gia Gia cũng sáng chế ra mấy chiêu vô tỷ vô địch Nhạc Gia Thập Kiếm truyền cho Hài Nhi, để Hài Nhi và đại sư ca đấu ngang cơ với nhau. Nhạc Bất Quần lắc đầu cười nói, không được đâu, Gia Gia không thông minh bằng má má của người, không sáng chế ra được chiêu kiếm mới nào. Nhạc Linh Sang kề sát miệng vào tai phụ thân nói nhỏ, không phải Gia Gia sáng chế không được, mà vì Gia Gia sợ vợ nên không dám sáng chế. Nhạc Bất Quần cười ha hả, đưa tay bẹo nhẹ vào má cô rồi nói, chỉ được cái nói năng bậy bạ. Nhạc phu nhân nói, Linh Nhi à, ngươi đừng làm rộn Gia Gia nữa. Đức Nạp, ngươi đi sắp đặt hương án để lâm sư đệ bái linh vị liệt đại tổ sư của bổn phái. Trong khoảnh khắc, mọi thứ đã sắp đặt xong. Nhạc Bất Quần dẫn mọi người đến hậu đường. Lâm Bình Chi thấy ở giữa xà nhà treo một tấm biển viết bốn chữ to: Dĩ Khí Ngự Kiếm. Trên sảnh đường bày biện trang nghiêm, hai sợi dây thao của hai thanh trường kiếm đã biến thành màu đen. Hai thanh kiếm đã cũ lắm, có thể đoán được đó là những phục kiếm các tôn sư đời trước của phái Hoa Sơn. Gã nghĩ thầm, ngày nay thanh danh phái Hoa Sơn trong võ lâm đã vang dội, không biết có bao nhiêu kẻ gian tà ác tặc đã tán mạng ở dưới trường kiếm của các vị tôn sư đời trước. Nhạc Bất Quần quỳ xuống trước hương án, lạy bốn lạy khấn vái. Đệ tử là Nhạc Bất Quần, hôm nay thu nhận Lâm Bình Chi ở Phúc Châu làm đồ đệ, cúi xin liệt đại tổ tông ở trên trời linh thiêng phù hộ, dạy dỗ Lâm Bình Chi dụng công học nghệ, giữ mình trong sạch, tuân thủ môn quy của bổn phái, không làm bại hoại thanh danh của phái Hoa Sơn. Lâm Bình Chi nghe sư phụ khấn như vậy, vội cung kính quỳ xuống. Nhạc Bất Quần đứng dậy, dõng dạc nói, Lâm Bình Chi, hôm nay ngươi vào làm môn hạ phái Hoa Sơn, phải biết giữ môn quy, nếu vi phạm hoặc chống lại thì chiếu theo tình tiết nặng nhẹ để xét xử, nếu phạm tội đại ác thì giết, chứ không nương tình. Bổn phái đã đứng vững trong võ lâm mấy trăm năm rồi, võ công tuy có cùng tranh cao thấp với phái khác, nhưng nhất thời mạnh yếu thắng bại không đáng để nói. Điều cốt lõi là đệ tử của bổn phái ai cũng phải giữ gìn thanh danh của sư môn, người nên ghi nhớ cho kỹ. Lâm Bình Chi đáp, dạ, đệ tử xin nhớ lời sư phụ giáo huấn. Nhạc Bất Quần nói, Lên Hồ Sung, người đã thông thuộc môn quy của bổn phái nên dạy cho Lâm Bình Chi biết. Lệnh Hồ Xung đáp, dạ, Lâm sư đệ nghe đây. Giới đầu tiên của bổn phái là khi sư diệt tổ, bất kính tôn trưởng. Giới thứ hai là ỷ mạnh hiếp yếu, gia hại kẻ vô tội. Giới thứ ba là gian dâm hiếu sắc, trêu ghẹo phụ nữ. Giới thứ tư là ghen ghét đồng môn, tàn sát lẫn nhau,
Với thứ năm là thấy lợi quên nghĩa, trộm cắp tài vật. Với thứ sáu là kiêu ngạo tự tại, đắc tội đồng đạo. Với thứ bảy là kết giao với địch, cấu kết gian tà. Đây là Hoa Sơn thất giới, đệ tử bổn phái đều phải tuân theo. Lâm Bình Chi đáp: Dạ, tiểu đệ xin ghi nhớ Hoa Sơn thất giới mà đại sư ca vừa chỉ dạy, nỗ lực tuân hành, không dám vi phạm. Nhạc Bất Quần cười nói: Được rồi, chỉ có bấy nhiêu thôi. Bổn phái không giống với những phái khác có lâm thành quy giới luật, người nên tuân theo thất giới này. Lúc nào cũng phải nhớ rằng nhân nghĩa là trên hết, để trở thành một chính nhân quân tử, sư phụ sư nương sẽ rất vui mừng. Lâm Bình Chi đáp dạ, hướng về sư phụ sư nương cúi đầu tạ ơn, rồi quay qua hướng các vị sư huynh sư tỷ cung tay xá dài hành lễ. Nhạc Bất Quần nói: Bình Nhi, trước tiên chúng ta hãy an táng cho phụ mẫu người, để người trọn đạo làm con, sau đó mới truyền thụ công phu căn bản của bổn môn cho người. Lâm Bình Chi rơi lệ, lại phục xuống rồi nói: Đa tạ sư phụ sư nương. Nhạc Bất Quần đưa tay đỡ dậy, ôn tồn nói: Trong bổn phái mọi người thân thiết với nhau như ruột thịt, bất luận người nào gặp chuyện, ai ai cũng phải chung lo giúp đỡ. Từ nay về sau, ngươi không nên đa lễ. Lão quay đầu lại, nhìn chăm chăm lệnh Hồ Xung từ đầu đến chân. Một lúc sau mới hỏi: Xung Nhi, lần này xuống núi, ngươi đã phạm bao nhiêu giới trong Hoa Sơn thất giới? Lệnh Hồ Xung sợ hãi, biết lúc bình thường sư phụ đối với các đệ tử vô cùng thân mật và từ ái, nhưng nếu đã vi phạm môn quy thì lão nghiêm minh không hề tha thứ. Hắn lập tức quỳ xuống trước bàn hương án, nói: Đệ tử biết tội rồi, đệ tử không nghe lời sư phụ sư nương răn dạy, đã phạm vào giới thứ sáu kiêu ngạo tự đại, đắc tội với đồng đạo. Trên hội nhãn lâu thành Hành Sơn đã giết La Nhân Kiệt của phái Thanh Thành. Nhạc Bất Quần hừ lên một tiếng, sắc mặt cực kỳ nghiêm khắc. Nhạc Linh Sang nói: Gia gia, đó là do La Nhân Kiệt đến uy hiếp đại sư ca mà. Lúc đó đại sư ca và Điền Bá Quan ác đấu với nhau, bản thân đã bị trọng thương rồi. La Nhân Kiệt thừa lúc người ta nguy khốn mà đến uy hiếp, thì đại sư ca làm sao có thể khoanh tay mà chờ chết được. Nhạc Bất Quần nói: Người không được xen vào, chuyện này là do Xung Nhi đá hai tên đệ tử phái Thanh Thành mà ra. Nếu không có hiềm khích từ trước thì La Nhân Kiệt làm sao lại thừa lúc Xung Nhi bị thương mà đến gây sự chứ. Nhạc Linh Sang nói: Đại sư ca đá hai tên đệ tử phái Thanh Thành đã bị gia gia phạt đánh 30 côn, vụ đó xem như đã xong, không thể lại tính sổ tiếp. Bây giờ đại sư ca đang bị trọng thương mà, không thể tiếp tục bị đòn được nữa đâu. Nhạc Bất Quần trợn mắt nhìn con gái, rồi lớn tiếng nói: Lúc này là lúc luân xét về giới luật của bổn môn, ngươi là đệ tử phái Hoa Sơn, đừng có âm ơ chó miệng vào. Nhạc Linh Sang hiếm khi thấy phụ thân hầm hầm giận dữ đối với mình như vậy. Cô cảm thấy rất tủi thân, cặp mắt đỏ hoe muốn bật khóc. Nếu như bình thường thì nhạc phu nhân đã dùng lời dịu dàng dỗ về cô, nhưng lúc này Nhạc Bất Quần đang lấy địa vị trưởng môn nhân cứu xét giới luật của môn hộ. Nhạc phu nhân không thể để ý đến con gái, chỉ đưa mắt trộm nhìn con. Nhạc Bất Quần quay sang lệnh Hồ Xung nói: La Nhân Kiệt, từ lúc ngươi gặp nguy cấp mà gây chuyện, cốt làm cho ngươi nhục nhã, ngươi thà chết chứ không chịu khuất phục, rõ là hành vi của một nam tử hán đại trưởng phu nghĩa hiệp. Nhưng tại sao ngươi lại nói ra những lời vô lễ với phái Hằng Sơn? Cái gì là hãy thấy ni cô là xui xẻo, đánh bạc tất thua? Ngươi lại nói ngay cả đến ta cũng sợ gặp các ni cô là sao? Nhạc Linh Sang cười lên hinh hích, gọi: Gia gia. Nhạc Bất Quần nhìn con gái, nhưng không tỏ vẻ nghiêm khắc với cô nữa. Lệnh Hồ Xung nói: Lúc đó đệ tử chỉ mong sư muội của phái Hằng Sơn sớm đi khỏi. Đệ tử tự biết mình không phải là đối thủ của Điền Bá Quan, không còn cách nào khác để cứu sư muội phái Hằng Sơn. Nhưng cô ta cố giữ nghĩa khí đồng đạo, không chịu bỏ đi,
đệ tử đành phải ăn nói bậy bạ như vậy. Những lời này mà lọt vào tai của các vị sư bá sư thúc phái Hằng Sơn thì quả là rất vô lễ. Nhạc Bất Quần nói: Người muốn nhị lầm sư điệt đi khỏi đó, tuy có dụng ý tốt, nhưng sao không lừa lời lại nói ra những điều xúc phạm như vậy? Người đã bậy bạ quá mức rồi. Trong ngũ nhạc kim phái, ai ai cũng biết chuyện này. Sau lưng ta, họ sẽ báo nhau rằng người không phải là một chính nhân quân tử, lại trách ta không biết cách giáo dục người. Lệnh Hồ Xuân đáp: Dạ, đệ tử đã biết tội. Nhạc Bất Quần lại nói: Người ở trong Quần Ngọc Viện dưỡng thường, đó là chuyện bất đắc dĩ, nhưng người lại để nghi lầm sư điệt và tiểu ma nữ của ma giáo chui vào trong chăn, còn nói về dư quan chủ phải Thanh Thành, đó là hai cô gái làng chơi của Thành Hành Sơn. Chuyện như vậy sẽ gây ra nhiều nguy hiểm, người có biết chưa? Nếu chuyện này bị bại lộ, thanh danh của phái Hoa Sơn ta bị mất hết còn là thứ yếu, lại làm liên lụy đến thanh danh của phái Hằng Sơn mấy trăm năm tàn tạ chỉ trong một ngày. Chúng ta phải ăn nói với người ta ra sao đây? Lệnh Hồ Xuân lạnh xương sống, run run nói: Sau này đệ tử mới nghĩ ra chuyện này, sợ đến toát mồ hôi hột, thì ra sư phụ đã sớm biết rồi. Nhạc Bất Quần lại nói: Khúc Dương mà giao đem người đến Quần Ngọc Viện dưỡng thường, sau đó ta mới biết. Nhưng lúc người bảo hai đứa tiểu nữ chui vào trong chăn, ta đang đứng ở ngoài cửa sổ. Lệnh Hồ Xuân nói: May là sư phụ biết đệ tử không có hành động của kẻ lãng tử vô hạnh. Nhạc Bất Quần nghiêm nghị nói: Nếu người thật sự vào trong kỹ viện ngủ với kỹ nữ, thì ta đã sớm lấy cái đầu trên cổ của người rồi, đâu có thể dung tha để người sống đến ngày hôm nay. Lệnh Hồ Xuân đáp: Dạ. Sắc mặt Nhạc Bất Quần càng lúc càng nghiêm khắc. Một lúc sau, lão mới hỏi: Người biết rõ thiếu nữ họ Khúc kia là người trong ma giáo, sao không cho nó một kiếm giết đi? Tuy tổ phụ của nó có ơn cứu mạng người, nhưng rõ ràng người trong ma giáo mua ơn bán nghĩa, chúng làm những thủ đoạn nhằm gây chia rẽ ngũ nhạc kiếm phái ta. Người không phải là thằng ngốc, sao lại không hiểu chứ? Chuyện chúng cứu mạng người ở bên trong á, ẩn chứa một âm mưu lớn. Lưu Chính Phong là hạng người thông minh tài giỏi như vậy, cũng không tránh khỏi cạm bẫy của chúng để đến nỗi thân bại danh liệt, người nhà bị giết hết. Thủ đoạn của bọn ma giáo hiểm độc vô cùng, người đã nhìn thấy tận mắt. Khi chúng ta đi từ Hồ Nam về đến Hoa Sơn, ta không hề nghe người nói một câu lên án bọn ma giáo. Sùng Nhi, ta thấy sau khi bọn chúng cứu mạng người, người không còn phân biệt được chính tà ngày gian chút nào. Đã vậy còn quá hồ đồ nữa. Chuyện như vậy có liên quan rất lớn đến việc an thân lập mệnh của người về sau, người không thể xem nhẹ được. Lệnh Hồ Xuân hồi tưởng lại ngày nào giữa đêm khuya ở chốn Quan Sơn, lắng tai nghe Khúc Dương và Lưu Chính Phong hợp tấu đàn sáo. Nếu nói Khúc Dương có tâm địa hiểm độc, cố ý hãm hại Lưu Chính Phong, thì vạn lần không thể tin được. Nhạc Bất Quần thấy sắc mặt Lệnh Hồ Xuân có vẻ do dự, hiển nhiên là hắn chưa tin vào lời mình nói. Lão nói tiếp: Sùng Nhi, chuyện này quan hệ đến sự hưng suy vinh nhục của phái Hoa Sơn ta, và cũng là quan hệ đến sự an nguy thành bại của người nữa. Ta chỉ hỏi người, sau này thấy người trong ma giáo, người có căm ghét như kẻ thù mà quyết giết chúng hay là không? Lệnh Hồ Xuân trầm ngâm nhìn sư phụ, lòng vẫn bán tín bán nghi, tự hỏi: Sau này nếu ta thấy người trong ma giáo, có nên hỏi chuyện thị phi cho rõ ràng hay rút kiếm giết ngay? Chàng không biết phải hành xử vấn đề này thế nào, nên khi sư phụ hỏi, chẳng biết phải trả lời sao. Nhạc Bất Quần chăm chú nhìn Lệnh Hồ Xuân một lúc lâu, thấy hắn không đáp, lão thở dài nói: Lúc này người trả lời một cách gượng gạo cũng vô nghĩa thôi. Lần này người xuống núi đã làm tổn hại thanh danh của phái ta rất nhiều. Ta phạt người quay mặt vào tường 1 năm để người suy nghĩ cho thật chín chắn về những chuyện này. Lệnh Hồ Xuân cúi người đáp: Dạ, đệ tử xin kính cẩn nhận hình phạt. Nhạc Linh Sang nói: Sao quay mặt vào tường 1 năm à? Vậy thì trong vòng 1 năm
mỗi ngày phải quay mặt vào tường mấy giờ? Nhạc Bất Quần nói: Sao lại là mấy giờ? Mỗi ngày từ sáng đến tối, ngoài lúc ăn ngủ ra, phải quay mặt vào tường để suy nghĩ. Nhạc Linh Sang vội nói: Vậy thì làm sao được chứ? Quay mặt vào tường khiến người ta buồn muốn đến chết luôn à? Chẳng lẽ ngay cả đi đại tiện tiểu tiện cũng không được phép sao? Nhạc phu nhân quát lên: Con gái gì mà nói năng khiếm nhã quá vậy? Nhạc Bất Quần nói: Quay mặt vào tường một năm có gì là nặng? Năm xưa tổ sư của người phạm tội đã từng bị phạt quay mặt vào tường 3 năm 6 tháng trên ngọn ngọc nữ không rời một bước. Nhạc Linh Sang lè lưỡi nói: Vậy thì quay mặt vào tường 1 năm coi như là nhẹ à? Kỳ thực đại sư ca nói hãy gặp Nico đánh bạc tất thua hoàn toàn là do lòng tốt muốn cứu người, chứ có cố ý thoá mạ ai đâu. Nhạc Bất Quần nói: Chính vì lòng tốt nên ta mới phạt hắn 1 năm quay mặt vào tường. Nếu hắn có ý đồ đen tối, ta đã tát cho hắn rớt răng, cắt cái lưỡi của hắn đi rồi. Nhạc phu nhân nói: Linh Nhi à, ngươi không được lý sự với gia gia nữa. Đại sư ca của ngươi ở trên ngọn ngọc nữ để ăn năn hối lỗi, ngươi đừng có lên đó tán gẫu với hắn. Nếu không thì ý định tốt đẹp của gia gia ngươi đối với hắn sẽ bị ngươi làm hỏng đi. Nhạc Linh Sang nói: Dám đại sư ca ở trên ngọn ngọc nữ còn cho là có ý định tốt à? Không cho Hà Nhi được chuyện trò với đại sư ca, vậy thì lúc tịch mịch có ai để đại ca chuyện trò giải sầu đây? Trong 1 năm ai sẽ cùng luyện kiếm với Hà Nhi đây? Nhạc phu nhân nói: Ngươi đi tán gẫu với hắn, hắn còn quay mặt vào tường ăn năn sám hối làm sao mà được? Bao nhiêu sư huynh sư tỷ ở trên núi, ai cũng có thể cùng ngươi luyện kiếm được hết. Nhạc Linh Sang nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lại hỏi: Vậy thì ở trên đó đại sư ca ăn cái gì? 1 năm không xuống núi, đại ca phải nhịn ăn chết đói sao? Nhạc phu nhân nói: Người không phải lo, sẽ có người đem cơm cho hắn. Chạng vạng tối hôm đó, Lệnh Hồ Xuân bái biệt sư phụ, sư nương và bọn sư đệ sư muội, mang thanh trường kiếm tự đi lên ngọn ngọc nữ cao vút. Đỉnh núi có một sơn động làm nơi giam cầm đệ tử các đời của phái Hoa Sơn vi phạm môn quy. Đỉnh núi này nhẵn nhụi, không một cành cây ngọn cỏ nào sống được. Ngoài sơn động ra không còn cái gì khác. Hoa Sơn vốn cây cỏ xanh cảnh sắc tuyệt đẹp, nhưng trên đỉnh núi lại khác hẳn. Từ ngàn xưa tương truyền rằng nơi đây là một hạt trân châu đính trên cây thoa của nàng ngọc nữ. Các tổ sư phái Hoa Sơn dùng đỉnh núi này làm nơi phạt bọn đệ tử, chủ yếu vì chỗ này không có cây cỏ, không có côn trùng chim muông. Bọn đệ tử bị phạt phải quay mặt vào tường ăn năn hối lỗi, không bị ngoại cảnh chi phối, tâm hồn sẽ lắng động an tĩnh. Lệnh Hồ Xuân đi vào sơn động, nhìn thấy dưới đất có một tảng đá to bóng loáng. Chàng nghĩ bụng: Mấy trăm năm nay không biết đã có bao nhiêu vị tiền bối phái Hoa Sơn đã từng ngồi lên khiến cho tảng đá này trơn bóng như thế này. Lệnh Hồ Xuân ngày nay là tên đệ tử đệ nhất ma mãnh càn quấy của phái Hoa Sơn. Tảng đá này mà ta không ngồi lên thì còn ai xứng đáng ngồi nữa? Mà đợi đến ngày hôm nay mới phải ta đến ngồi trên tảng đá này thì có thể coi như là ta đã được khoan hồng lắm rồi. Chàng giơ tay vỗ vỗ vào tảng đá, nói: Tảng đá ơi là tảng đá, ngươi đã chịu cô quạnh nhiều năm, hôm nay đã có Lệnh Hồ Xuân đến làm bạn với ngươi đây. Lệnh Hồ Xuân ngồi lên tảng đá, đối diện bức tường đá không quá 1 thước. Hắn thấy bên trái bức tường ai đó đã khắc 3 chữ to: Phong Thanh Dương. Chắc là dùng kiếm để khắc, nét khắc điêu luyện sâu vào đến nửa tấc. Hắn nghĩ thầm: Phong Thanh Dương là ai? Có lẽ là một vị tiền bối của bổn phái đã từng bị phạt quay mặt vào tường. À đúng rồi, tổ sư gia của ta thuộc hàng chữ Phong. Vị Phong tiền bối này là thái sư bá hoặc là thái sư thúc tổ của ta. 3 chữ này được khắc bằng kình lực phi phàm như vậy thì võ công của người nhất định vô cùng thâm hậu. Tại sao sư phụ sư nương trước giờ không đề cập qua chuyện này? Chắc là vị tiền bối ấy không còn trên đời này nữa. Chàng nhắm mắt ngồi luyện công khoảng nửa canh giờ, đứng dậy thư giãn một chút rồi đi vào thạch động, quay mặt vào tường trầm tư. Sau này ta gặp người trong ma giáo
thì có nên hỏi chuyện thị phi cho rõ ràng hay rút kiếm giết chết chúng ngay? Chẳng lẽ trong Ma giáo thực sự không có người tốt ư? Nhưng nếu đã là người tốt, tại sao lại gia nhập Ma giáo? Nếu coi như nhất thời lầm đường lạc lối thì cũng nên lập tức rút khỏi Ma giáo mới phải. Đã không rút lui là cam tâm cùng với gian tà gây tai họa cho thế nhân. Lúc này đầu óc Lệnh Hồ Xung lại hiện lên rất nhiều tình cảnh, đều là những chuyện ác mà bình thường sư phụ sư nương cùng với các vị tiền bối trên giang hồ kể lại, những hành động người trong Ma giáo hại người. Cả nhà Du Lão Quyền Sư ở Giang Tây gồm 23 người bị Ma giáo bắt rồi đem đóng đinh lên cây cổ thụ, ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng không tha. Hai người con trai của Du Lão Quyền Sư đau đớn suốt 3 ngày 3 đêm mới chết. Chưởng môn nhân Long Phụng Đao ở phủ Tế Nam là Triệu Đăng Khôi cưới con dâu, lúc tân khách đến đầy sảnh, người Ma giáo xông vào các thủ cấp của vợ chồng tân nhân đặt ở giữa sảnh đường, nói là làm quà chúc lễ. Hắc Lão Anh Hùng ở Hán Dương mừng đại thọ 70 tuổi, các hảo hán khắp nơi đều đến chúc thọ, không ngờ bị bọn Ma giáo chôn thuốc nổ dưới đại sảnh. Châm lửa đốt ngoài dẫn vào cho nổ, anh hùng hảo hán lớp chết lớp bị thương không biết bao nhiêu mà kể. Kỹ sư thuốc phái Thái Sơn trong vụ này bị mất một cánh tay, chuyện này do chính miệng kỹ sư thuốc nói ra, tất nhiên tuyệt đối không thể là bịa đặt được. Chàng lại nghĩ đến 2 năm trước trên đại lộ ở Trịnh Châu gặp Tôn sư thuốc phái Tung Sơn, hai tay hai chân của lão đều bị chặt đứt hết, hai mắt cũng bị khoét đi, không ngừng kêu la: Ma giáo đã hại ta, nhất định phải báo thù. Ma giáo hại ta, nhất định phải báo thù. Lúc đó phái Tung Sơn đã có người đến tiếp ứng, nhưng Tôn sư thuốc bị thương nặng như vậy thì làm sao có thể chữa trị được. Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến hai mắt của lão bị khoét, bất giác thấy lạnh xương sống. Chàng nghĩ thầm: người trong Ma giáo làm nhiều chuyện ác như vậy, ông cháu Khúc Dương ra tay cứu mình nhất định không phải là do lòng tốt. Sư phụ hỏi ta sau này gặp người trong Ma giáo có nên hạ sát hay là không, mà ta còn do dự gì nữa chứ, đương nhiên là phải rút kiếm ra giết liền chứ. Lệnh Hồ Xuân đã thông được vấn đề này, lòng thấy vô cùng thoải mái. Chàng hít dài một tiếng, nhắm mắt nhảy lộn ra ngoài động. Lúc đang lơ lửng trong không, chàng nhẹ nhàng xoay người hướng ra phía trước rồi hạ xuống, đứng vững lại. Trố mắt nhìn thì thấy hai chân mình vừa đạp xuống mép sườn núi, cách bờ vực không đầy 2 thước. Vừa rồi nếu chàng dùng lực nhảy mạnh hơn một chút, vượt quá 2 thước thì sẽ bị rơi xuống vực sâu vạn trượng, xương thịt đã nát như tương. Lúc nhắm mắt quay người, chàng đã tính toán trước rồi. Ấy là do khi đã quyết định chủ ý gặp người trong Ma giáo thì ra tay giết ngay, lòng không còn vướng bận gì nữa, liền chơi một trò mạo hiểm. Lệnh Hồ Xung lại nghĩ: lá gan ta chắc chưa lớn lắm, ít ra nên nhảy ra xa 1 thước nữa mới xứng danh nam tử. Bỗng nghe sau lưng có người vỗ tay cười nói: a à, đại sư ca nhảy tuyệt quá. Đó chính là giọng nói của Nhạc Linh Sang. Lệnh Hồ Xung vui mừng quay người lại, thấy Nhạc Linh Sang tay xách một thùng cơm, cười hì hì nói: đại sư ca, tiểu muội đem cơm đến cho đại sư ca đây nè. Cô để thùng cơm xuống, đi vào thạch động, xoay người ngồi xuống tảng đá to rồi nói: hey, đại sư ca ở đây nhắm mắt xoay mình nhảy trông rất ngộ nghĩnh, tiểu muội cũng muốn làm thử xem. Lệnh Hồ Xuân nghĩ trò chơi này nguy hiểm vô cùng, hành động của mình vừa rồi cũng do một lúc liều mạng mà ra. Võ công của Nhạc Linh Sang còn thua xa mình, nếu tính trật một chút thì thật là tai hại. Nhưng chàng thấy cô đang cao hứng cũng không dám ngăn cản, lập tức đứng bên sườn núi để đề phòng. Bản tính Nhạc Linh Sang vốn hiếu thắng nên cô muốn hơn đại sư ca, ngấm ngầm tính luồng lực đạo cùng bộ vị, điểm 2 chân xuống đất, phóng người lên khoảng không rồi nhẹ nhàng quay người phóng ra phía trước. Cô muốn mình nhảy ra xa gần bờ vực hơn Lệnh Hồ Xung. Lúc giọt người lên, cô vận nội lực mạnh hơn một chút, nên khi thân người rơi xuống, đột nhiên cô sợ hãi mở mắt nhìn, chỉ thấy trước mắt là vực thẳm không đáy. Cô sợ hãi thét to lên. Lệnh Hồ Xung đưa tay ra nắm chặt cánh tay trái của cô lại. Nhạc Linh Sang rơi xuống đất, thấy hai chân cách bờ vực chỉ khoảng 1 thước, đúng là xa hơn Lệnh Hồ Xung.
cô định thần lại, cười nói: "Hây, đại sư ca, tiểu muội rơi xa hơn đại sư ca nhiều." Lệnh Hồ Xung thấy cô ta sợ hãi đến nỗi mặt không còn chút máu, liền vỗ nhẹ lưng cô, cười nói: "Lần sau chúng ta đừng chơi trò này nữa. Sư phụ sư nương mà biết được sẽ mắng ta một trận đó, phạt ta phải quay mặt vào tường thêm một năm nữa đó." Nhạc Linh Sang đã định thần lại, lùi ra sau hai bước, cười nói: "Vậy thì tiểu muội cũng bị phạt rồi. Cả hai chúng ta ở đây cùng quay mặt vô tường, há chẳng thú vị lắm sao? Ngày ngày chúng ta có thể thi với nhau, xem ai nhảy xa hơn." Lệnh Hồ Xung nói: "Chúng ta ngày ngày ở đây quay mặt vào tường ư?" Chàng nói xong đưa mắt nhìn vào thạch động, bất giác trong đầu bâng khuâng, thầm nghĩ: "Nếu ta được cùng tiểu sư muội ở đây ngày đêm không rời nhau trong một năm, thì ngay cả thần tiên cũng không hạnh phúc bằng ta. Ôi, làm gì có chuyện đó được." Hắn bèn nói: "Ừ, chỉ sợ sư phụ bắt sư muội quay mặt vào tường trong chính khí hiên, không cho rời một bước đó. Vậy thì chúng ta cả năm không thể gặp nhau được." Nhạc Linh Sang nói: "Như vậy thì không công bằng rồi. Tại sao đại sư ca có thể ở đây chơi mà lại bắt tiểu muội giao mình ở chính khí hiên chứ?" Nhưng cô nghĩ phụ mẫu quyết không cho phép mình ngày đêm ở trên đỉnh núi bầu bạn với đại sư ca, liền nói lảng sang chuyện khác: "Đại sư ca, má má đã phái Lục Hầu Nhi đưa cơm đến cho đại sư ca đó. Tiểu muội nói với Hầu Nhi là: Lục sư ca, mỗi ngày sư ca phải trèo lên xuống đỉnh núi cao dốc này, dù sư ca có là Hầu Nhi đi nữa thì cũng rất vất vả đó. Chi bằng để tiểu muội thay thế sư ca ha. Nhưng sư ca trả công cho tiểu muội cái gì đây?" Lục Hầu Nhi mới nói: "Sư nương phái ta làm việc này, ta đâu dám trốn tránh trách nhiệm đâu. Giá lại đại sư ca rất yêu thương ta, ta đem cơm cho đại ca một năm, mỗi ngày được gặp đại ca một lần thì mới sảng khoái, có gì đâu mà gọi là vất vả. Đại sư ca nè, đại sư ca thấy Lục Hầu Nhi nói vậy có tệ hại không?" "Ha ha, hắn nói như vậy là đúng đó." "Lục Hầu Nhi còn nói là bình thường ta vẫn muốn nhờ đại sư ca dạy cho vài chiêu công phu, tiểu muội mà đến thì ta bị đuổi đi, không được nói chuyện nhiều với đại sư ca nữa. Sao lại có chuyện đó được chứ? Lục Hầu Nhi ăn nói thiệt là dớ dẫn mà. Y lại còn nói là trong vòng một năm, bắt đầu từ hôm nay, chỉ còn một mình ta có thể lên núi gặp đại sư ca, còn sư muội thì không được gặp đại sư ca nữa. Tiểu sư muội tức muốn điên lên vì Lục sư ca không đếm xỉa gì đến tiểu muội. Sau đó Lệnh Hồ Xung nói: "Nè, sau đó tiểu muội rút kiếm ra dọa hắn có phải không?" Nhạc Linh Sang lắc đầu nói: "Không phải. Sau đó tiểu muội tức quá khóc òa lên, Lục Hầu Nhi mới năn nỉ tiểu muội nhường cho tiểu muội được đem cơm lên cho đại sư ca đó." Lệnh Hồ Xung nhìn gương mặt xinh xắn của cô, thấy đôi mắt còn hơi sưng, quả nhiên cô đã khóc thật. Bất giác lòng chàng thấy thương cảm vô cùng. Lệnh Hồ Xung nghĩ: "Sư muội đối với ta nặng tình như vậy thì ta có gì cô ta mà chết ít trăm ngàn lần cũng cam lòng." Nhạc Linh Sang mở thùng đựng cơm, lấy hai chiếc đĩa, hai cái bát, hai đôi đũa để trên tảng đá. Lệnh Hồ Xung nói: "Có đến hai cái bát và hai đôi đũa ư?" Nhạc Linh Sang cười nói: "Thì tiểu muội cũng ăn một chút với đại sư ca. Đại sư ca xem thử đây là cái gì nè." Từ trong thùng cô lấy ra một hồ rượu. Lệnh Hồ Xung quý rượu như tính mạng của mình, vừa thấy có rượu hắn liền đứng dậy xá dài Nhạc Linh Sang rồi nói: "Đa tạ sư muội, ta đang buồn vì sợ suốt năm không có một hớp rượu để uống đó." Nhạc Linh Sang mở nắp hồ rượu đưa cho Lệnh Hồ Xung rồi cười nói: "Nhưng mà đại sư ca không được uống nhiều đâu, mỗi ngày tiểu muội chỉ có thể đánh cắp một hồ rượu cho đại sư ca thôi, lấy nhiều sợ bị má má biết lắm." Lệnh Hồ Xung uống cạn hồ rượu rồi mới ăn cơm. Theo quy củ của phái Hoa Sơn, tên đệ tử nào lên đỉnh núi quay mặt vào tường sám hối thì phải cử rượu thịt, chỉ được ăn chay. Vì vậy nhà bếp chỉ nấu chay cho Lệnh Hồ Xung, gồm một đĩa rau xanh, một bát đậu hũ. Nhạc Linh Sang nghĩ mình và đại sư ca đã qua cơn hoạn nạn, cô ăn uống rất ngon lành. Hai người ăn cơm xong, Nhạc Linh Sang ngồi lại trò chuyện gần tối mới thu dọn bát đĩa xuống núi. Từ đó mỗi ngày vào lúc hoàng hôn, Nhạc Linh Sang đem cơm lên đỉnh núi và hai người cùng ăn cơm. Buổi trưa, Lệnh Hồ Xung ăn cơm rau còn lại của ngày hôm trước.
Lệnh Hồ Xuân tuy ở một mình trên đỉnh núi cao nhưng không cảm thấy buồn chán. Sáng sớm dậy, chàng ngồi luyện công, ôn lại kiếm pháp khí công mà sư phụ đã truyền, còn ngấm ngầm suy nghĩ đao pháp của Điền Bát Quan và chiêu vô song vô đối Ninh Thị Nhất Kiếm của sư nương chế ra. Ninh Thị Nhất Kiếm tuy chỉ có một chiêu nhưng bao hàm cả tuyệt chỉ khí công và kiếm pháp của phái Hoa Sơn. Lệnh Hồ Xuân tự biết nội công kiếm thuật của mình chưa đạt được cảnh giới đó, cứ miễn cưỡng tập luyện thì chỉ có hại nhiều hơn là có lợi, cho nên mỗi ngày chàng tăng cường luyện nội công. Cứ như vậy, tuy gọi là bị phạt quay mặt vào tường ăn năn sám hối, nhưng thật ra chẳng quay mặt vào tường và cũng chẳng ăn năn sám hối gì cả. Ngoài lúc hoàng hôn cùng với Nhạc Linh Sang nói chuyện ra thì mỗi ngày chàng không phải lo điều gì, chỉ chuyên chú luyện công mà thôi. Trải qua hơn 2 tháng, đỉnh Hoa Sơn càng ngày càng lạnh lẽo. Lại trải qua mấy ngày, Nhạc phu nhân đang cho Lệnh Hồ Xuân chiếc áo ấm, rồi sai Lục Đại Hữu đem lên. Sáng sớm hôm ấy trời lại nổi cơn gió bất, đến giữa trưa thì mưa tuyết rơi xuống. Lệnh Hồ Xuân thấy trời đầy mây xám đen, trận mưa tuyết chắc không nhỏ, liền nghĩ: đường lên đỉnh núi hiểm trở, tuyết rơi đến chiều tối cũng không ngớt, đường trơn vô cùng, tiểu sư muội không nên đem cơm lên cho ta nữa. Nhưng chàng không có cách nào báo tin xuống núi được, nên lòng rất lo lắng, chỉ mong sư phụ và sư nương biết chuyện này đưa lời ngăn cản. Chàng lại nghĩ: ngày nào tiểu sư muội cũng thay Lục Đại Hữu đem cơm lên cho ta, lẽ nào sư phụ và sư nương chẳng biết? Chắc tại hai vị làm ngơ mà thôi. Nếu hôm nay tiểu sư muội lại lên núi nữa, lỡ trượt chân thì nguy tính mạng. Mong rằng sư nương nhất định không cho sư muội lên núi. Đến chiều, chốc chốc hắn lại nhìn xuống núi. Trời tối dần, quả nhiên Nhạc Linh Sang không lên núi. Lệnh Hồ Xuân thấy lòng nhẹ nhõm, tự nhủ: đến sáng mai, Lục sư đệ nhất định sẽ mang cơm lên cho mình, chỉ mong sao sư muội đừng mạo hiểm. Chàng định vào động nằm ngủ, bỗng nghe trên đường lên núi có tiếng chân sột soạt, rồi tiếng Nhạc Linh Sang gọi: đại sư ca, đại sư ca! Lệnh Hồ Xuân vừa kinh hãi vừa vui mừng, vội chạy ra bên sườn núi. Trong màn tuyết rơi giống như từng đám lông ngỗng bay phất phơ, Nhạc Linh Sang lần từng bước đi lên đỉnh núi trơn trượt. Lệnh Hồ Xuân vì sư mệnh ngăn cản không dám bước xuống núi nửa bước, chỉ vươn tay ra đón cô. Khi tay trái của Nhạc Linh Sang đụng đến tay phải của chàng, Lệnh Hồ Xuân nắm chặt tay cô, nhấc bổng lên đỉnh núi. Trong ánh sáng mờ mờ, chàng thấy toàn thân cô phủ đầy tuyết, ngay cả đầu tóc cũng trắng xóa. Trên trán bên trái bị sưng lên một cục giống như cái trứng gà nhỏ, máu vẫn còn đang rướm ra. Lệnh Hồ Xuân lắp bắp: sư muội, sư muội! Miệng Nhạc Linh Sang méo xệch, cô nói như muốn khóc: tiểu muội bị trượt chân té ngã rồi, làm rớt thùng cơm của đại ca xuống vực thẳm rồi. Đại sư ca, tối nay phải nhịn đói rồi. Lệnh Hồ Xuân vừa xúc động vừa thương cảm, giơ tay áo lên nhẹ nhẹ chấm vào vết thương của cô, rồi dịu dàng nói: tiểu sư muội nè, đừng lên núi trơn như vậy, tiểu sư muội không nên lên đây nữa. Nhạc Linh Sang nói: tiểu muội chỉ lo đại ca không có cơm ăn, giá lại tiểu muội muốn gặp đại sư ca. Lệnh Hồ Xuân nói: nếu tiểu muội lỡ trượt chân rớt xuống vực thẳm thì làm sao ta dám nhìn mặt sư phụ và sư nương nữa chứ. Nhạc Linh Sang mỉm cười nói: đại ca đừng lo lắng như vậy, chẳng phải tiểu muội đang đứng sờ sờ ra đây sao? Nhưng tiếc là tiểu muội vô dụng, lúc vội leo lên núi lại làm rơi mất cơm rượu rồi. Lệnh Hồ Xuân nói: cầu mong cho sư muội được bình an thì ta có nhịn ăn 10 ngày cũng chẳng sao. Nhạc Linh Sang nói: lúc lên được nửa núi thì đường đi trơn ướt quá chừng, tiểu muội dùng hết sức bước lại dịnh vào những gốc cây tùng mà lên núi nữa, lúc đó tiểu muội sợ té xuống vực thẳm vô cùng. Lệnh Hồ Xuân năn nỉ: thôi tiểu sư muội nghe lời ta đi, sau này á sư muội đừng vì ta mà mạo hiểm nữa. Nếu tiểu sư muội lỡ trượt chân té xuống vực thẳm thì ta đây chắc phải nhảy theo tiểu muội đó. Ánh mắt của Nhạc Linh Sang lộ vẻ vui mừng vô hạn, nói: đại sư ca,
Thật ra đại sư ca không nên lo lắng như vậy đâu. Tiểu muội đem cơm lên cho đại sư ca, lỡ trượt chân té xuống là do tại mình không cẩn thận. Đại sư ca hà tất phải lo lắng làm chi? Lệnh Hồ Xung lắc đầu chậm chậm nói: Không phải vì lòng ta lo lắng. Nếu người đem cơm là Lục Hầu Nhi thì dù sư đệ có trượt chân té xuống nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng không có nhảy xuống đâu. Lệnh Hồ Xung nói tiếp: Ta chỉ tận lực phụng dưỡng phụ mẫu của hắn, chiếu cố người nhà của hắn, chứ không vì chuyện này mà chết theo Lục sư đệ được. Nhạc Linh Sang nói nhỏ: Nhưng nếu người bị chết là tiểu muội thì đại sư ca không muốn sống nữa à? Lệnh Hồ Xung đáp: Đúng vậy tiểu sư muội, nhưng đó không phải là vì tiểu sư muội đem cơm cho ta. Nếu tiểu sư muội đem cơm cho người khác mà gặp chuyện nguy hiểm thì ta đây cũng quyết không sống nữa đâu. Nhạc Linh Sang nắm chặt lấy tay của Lệnh Hồ Xung, tình cảm nồng nàn. Cô gọi khẽ: Đại sư ca. Lệnh Hồ Xung muốn giang tay ra ôm cô vào lòng nhưng không dám. Bốn mắt nhìn nhau bất động. Tuyết vẫn rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Dần dần tựa hồ như cả hai đã biến thành hai người tuyết. Một lúc sau, Lệnh Hồ Xung mới nói: Tối nay một mình tiểu sư muội không thể xuống núi được nữa. Sư phụ và sư nương có biết tiểu muội lên đây không? Nếu hai vị phái người lên đây đưa tiểu muội xuống núi thì hay quá. Nhạc Linh Sang nói: Sáng nay gia gia vừa nhận được thư của Tả Minh Chủ phái Tung Sơn, nói là có chuyện cần thương nghị nên gia gia má má xuống núi đi rồi. Lệnh Hồ Xung hỏi: Vậy có ai biết tiểu muội lên đây không? Nhạc Linh Sang cười nói: Không, không có ai biết hết. Nhị sư ca, tam sư ca, tứ sư ca và Lục Hầu Nhi nữa, cả bốn người theo gia gia má má đi Tung Sơn rồi, không ai biết tiểu muội lên đây với đại sư ca đâu. Nếu không thì Lục Hầu Nhi nhất định dành mang cơm với tiểu muội rồi, phiền phức lắm. À đúng rồi, có tiểu tử Lâm Bình Chi thấy tiểu muội lên đây, nhưng tiểu muội đã dọa hắn là không được bếp xếp. Nếu không thì ngày mai tiểu muội sẽ đánh cho hắn một trận nên thân đó. Tịnh Hồ Xung cười nói: Ai cha, sư tỷ quay phòng quá chừng nha. Nhạc Linh Sang cười nói: Tất nhiên rồi, dễ gì có người gọi tiểu muội bằng tỷ tỷ chứ, không làm quay làm giá há không uổng lắm sao? Không giống như đại sư ca, ai cũng gọi là đại sư ca thì còn gì là thú vị nữa. Cả hai cùng cười. Lệnh Hồ Xung nói: Tối nay tiểu muội không thể về được rồi, đành phải tá túc lại trong thạch động này một đêm, sáng mai hãy xuống núi nha. Nói xong, Lệnh Hồ Xung liền nắm tay cô dẫn vào trong động. Thạch động nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người dung thân, khó bề xoay sở. Cả hai ngồi đối mặt nhau nói chuyện trên trời dưới đất cho đến nửa đêm. Nhạc Linh Sang nói càng lúc càng nhỏ dần rồi tiếp đi. Lệnh Hồ Xung sợ cô ta bị lạnh, bèn cởi áo ngoài của mình đắp lên người cô. Ngoài động ánh tuyết phản chiếu, thấy lờ mờ nét mặt xinh xắn của Linh Sang. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: Ân tình của sư muội đối với ta nặng như vậy thì ta có gì sư muội mà tan xương nát thịt cũng nguyện cam lòng. Chàng lặng lẽ trầm tư. Từ nhỏ ta đã không có cha mẹ, hoàn toàn nhờ sư phụ sư nương nuôi dưỡng đến lớn, thương yêu như con ruột. Ta là đại đệ tử của trưởng môn phái Hoa Sơn, không những nhập môn sớm nhất mà võ công cũng cao cường hơn bọn sư đệ. Sau này chắc chắn là người kế thừa ngôi vị của sư phụ, lên nắm quyền phái Hoa Sơn. Mà tiểu sư muội lại đối với mình nặng ân tình như vậy thì ân đức sâu dày của sư môn thật khó mà báo đáp. Chỉ vì tính tình ta nóng nảy, không biết tự kiềm chế, lúc nào cũng làm cho sư phụ và sư mẫu tức giận, phụ lòng kỳ vọng của hai vị. Thôi từ nay về sau ta phải sửa đổi tính nết, nếu không thì không những có lỗi với sư phụ và sư mẫu mà còn có lỗi ngay cả với tiểu sư muội nữa. Lệnh Hồ Xung nhìn mái tóc của Nhạc Linh Sang bay phất phơ, đang lúc ngơ ngẩn xuất thần bỗng nghe cô ta kêu khẽ: Tiểu Lâm Tử, ngươi không nghe lời ta hả? Lại đây ta đánh ngươi mới được. Lệnh Hồ Xung sửng sốt, nhưng thấy mắt cô ta vẫn nhắm nghiền. Chàng bèn nghiêng người lắng nghe, hơi thở cô vẫn đều đều, biết là cô đang nằm mơ. Chàng cười thầm trong bụng nghĩ: Sư muội được làm sư tỷ nên rạc giáo quay phòng lắm, chắc mấy ngày nay Lâm sư đệ bị sư muội kêu đến rồi quát đi, phải chịu ấm ức nhiều phen. Trong giấc mơ tiểu muội cũng không quên quát mắng hắn nữa.
Lệnh Hồ Xung ngồi cạnh Nhạc Linh Sang cho đến sáng, không chợp mắt chút nào. Chiều hôm qua, Nhạc Linh Sang vì quá mệt nên ngủ đến giờ thìn mới tỉnh dậy. Thấy Lệnh Hồ Xung đang nhìn mình mỉm cười, cô dương dài ngáp dài một cái rồi cười nói: "Ê, đại sư ca dậy sớm quá vậy." Lệnh Hồ Xung không cho cô biết suốt đêm mình thức trắng, chỉ cười nói: "Tiểu sư muội nằm mơ thấy cái gì vậy? Lâm sư đệ bị tiểu sư muội đánh đòn có phải không?" Nhạc Linh Sang ngoẹo đầu suy nghĩ một lúc rồi cười nói: "Đại sư ca nghe tiểu muội nói mớ phải không? Tiểu tử Lâm Bình Chi này bướng bỉnh lắm, hắn không nghe lời tiểu muội." "Tiểu muội ban ngày mắng hắn, khi ngủ cũng mắng luôn." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Hắn đã đắc tội ra sao với tiểu muội vậy?" Nhạc Linh Sang cười nói: "Trong mơ tiểu muội bảo hắn đi luyện kiếm với tiểu muội bên thác nước, hắn từ chối 3 lần 7 lượt không chịu đi. Tiểu muội lừa hắn đến bên thác nước rồi xô hắn xuống luôn." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Ây cha, sao tiểu muội làm như vậy? Lỡ sẽ ra án mạng thì sao?" Nhạc Linh Sang cười nói: "Là mơ chứ đâu phải thật đâu. Đại sư ca lo lắng làm gì? Hay là đại sư ca sợ tiểu muội giết tiểu tử này thiệt?" Lệnh Hồ Xung cười nói: "Nè, ngày nghỉ sao đêm chim bao làm vậy? Ban ngày á, tiểu muội muốn giết Lâm sư đệ lắm rồi nên nghĩ quanh nghĩ quẩn, tối ngủ mới nằm mơ như vậy đó." Nhạc Linh Sang biểu môi nói: "Tên tiểu tử này vô dụng lắm, chỉ có một bộ kiếm pháp nhập môn đã luyện 3 tháng rồi mà chẳng ra làm sao hết á. Hắn dụng công dữ lắm nha, luyện ngày luyện đêm khiến cho ai thấy cũng phát bực à. Tiểu muội muốn giết hắn cần gì phải suy nghĩ chứ, chỉ giơ kiếm lên một cái là giết hắn ngay." Tay cô giơ ngang quơ một cái làm thế đánh một chiêu qua sơn kiếm pháp. Lệnh Hồ Xung cười nói: "Bạch Vân xuất tụ mà phát ra đó thì đầu của gã họ Lâm rơi xuống đất ngay." Nhạc Linh Sang cười khanh khách nói: "Nếu tiểu muội sử chiêu Bạch Vân xuất tụ này thì nhất định cái đầu của hắn rơi xuống đất thiệt cũng không chừng." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Tiểu sư muội được làm sư tỷ, thấy kiếm pháp của sư đệ kém cỏi thì nên chỉ cho hắn mới phải chứ, sao đồng một tí lại đòi dùng kiếm giết? Sau này sư phụ nhận thêm đệ tử đều là sư đệ của sư muội. Sư phụ nhận thêm 100 đệ tử, chỉ trong vòng mấy ngày bị sư muội giết hết 99 người, vậy thì làm sao đây?" Nhạc Linh Sang dịnh vào vách đá cười ngoặt ngoẻo rồi nói: "Đại ca nói đúng lắm, tiểu muội chỉ giết có 99 người thôi à, phải chừa lại một tên mới được. Nếu giết hết thì ai gọi tiểu muội bằng sư tỷ nữa đây ha?" Lệnh Hồ Xung cười nói: "Nếu sư muội giết hết 99 tên sư đệ thì tên thứ 100 chắc cũng bỏ trốn đi luôn, tiểu muội đâu còn làm sư tỷ được nữa." Nhạc Linh Sang cười nói: "Thì lúc đó tiểu muội bắt đại sư ca gọi tiểu muội là sư tỷ." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Ta gọi sư muội là sư tỷ cũng không có sao, nhưng sư muội có giết ta không vậy?" Nhạc Linh Sang cười nói: "Nếu nghe lời thì không có giết, còn không nghe lời thì sẽ giết luôn." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Tiểu sư tỷ, cầu xin tiểu sư tỷ nương tình cho." Lệnh Hồ Xung thấy tuyết đã ngừng rơi, sợ bọn sư đệ sư muội phát hiện không thấy Nhạc Linh Sang đâu, sẽ nói bóng nói gió thì sẽ vô cùng có lỗi với Nhạc Linh Sang. Chàng nói đùa một lúc nữa rồi hối thúc cô xuống núi. Nhạc Linh Sang quyến luyến chưa muốn đi, bèn nói: "Tiểu muội muốn ở đây chơi thêm một chút nữa, già già má má đều không có ở nhà, buồn chết đi được." Lệnh Hồ Xung nói: "Sư muội ngoan, mấy ngày nay á, ta đã nghĩ ra mấy chiêu hồ linh kiếm pháp, đợi sau khi ta xuống núi sẽ cùng tiểu muội đến thác nước luyện kiếm nha." Chàng dỗ dành một lúc lâu cô mới chịu xuống núi. Chiều hôm đó, Cao Căn Minh đem cơm lên núi, nói rằng Nhạc Linh Sang bị cảm sốt ly bì, đang nằm trên giường, lúc nào cũng nghĩ đến đại sư ca, bảo gã lúc đem cơm lên phải nhớ mang thêm rượu. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, vô cùng lo lắng, biết chiều hôm qua cô ta bị trượt ngã, quá sợ hãi nên sinh bệnh, hận không được chạy xuống núi để thăm cô. Tuy đã nhịn đói 2 ngày 1 đêm, nhưng bưng bát cơm lên chàng cảm thấy nghẹn ngạn khó nuốt. Cao Căn Minh biết đại sư ca và tiểu sư muội yêu thương nhau thắm thiết, vừa nghe nói sư muội bị bệnh, đại sư ca đã lo âu vạn phần. Gã khuyên: "Đại sư ca không nên lo lắng quá, hôm nay tuyết rơi nhiều
chắc tiểu sư muội ham chơi tuyết nên bị cảm lạnh đó. Chúng ta đều là người tu luyện nội công, một chút cảm mạo như vậy không có gì đáng ngại đâu, chỉ uống một hai thang thuốc thì sẽ khỏi ngay à. Nào ngờ Nhạc Linh Sang bệnh đến mười mấy ngày, cho đến lúc hai vợ chồng nhà Bất Quần trở về, dùng nội lực để tống khí lạnh ra khỏi người cô mới thuyên giảm. Đến lúc cô lên núi lại thì đã trải qua hai mươi mấy ngày. Hai người xa nhau lâu, giờ mới gặp lại nhau, vừa mừng vừa tủi. Nhạc Đinh Sang nhìn sắc mặt Lệnh Hồ Xung, kinh hãi nói: "Hả? Đại sư ca cũng bị bệnh nữa hả? Sao lại ốm nhom như vậy?" Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: "Ta đâu có bệnh. Ta Nhạc Đinh Sang chợt hiểu ra, bỗng òa lên khóc nói: Đại sư ca vì thương nhớ tiểu muội đến nỗi ốm nhom như vậy hả? Đại sư ca, tiểu muội khỏe rồi nè. Mấy ngày nay ta ngày đêm nhìn theo con đường xuống núi mong sư muội từng giờ từng khắc, tạ ơn trời đất, cuối cùng thì tiểu sư muội cũng đến đây." Nhạc Linh Sang nói: "Tiểu muội lúc nào cũng thấy hình ảnh của đại sư ca hết á." Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ hỏi: "Tiểu sư muội lúc nào cũng thấy được ta ư?" Nhạc Linh Sang nói: "Đúng rồi, lúc tiểu muội bệnh hãy nhắm mắt lại là thấy ngay đại sư ca. Ngày hôm đó tiểu muội phát sốt dữ dội lắm, mama nói tiểu muội nói nhảm, toàn là trò chuyện với đại ca thôi à. Đại sư ca, mama biết chuyện tối hôm đó tiểu muội lên đây ở với đại sư ca rồi." Lệnh Hồ Xung đỏ mặt, lòng hắn có chút sợ hãi hỏi: "Sư nương có nổi giận không?" Nhạc Linh Sang đáp: "Mama thì không có nổi giận, nhưng mà..." Cô nói đến đây hai má bỗng nhiên ửng hồng, không nói tiếp nữa. Lệnh Hồ Xung nói: Nhưng mà làm sao?" Nhạc Linh Sang nói: "Tiểu muội không nói đâu." Lệnh Hồ Xung thấy cô e thẹn, lòng hắn ngẩn ngơ, vội định thần lại nói: Tiểu sư muội bệnh nặng mới đỡ một chút, không nên lên đây sớm như vậy. Ta biết bệnh tiểu sư muội đã thuyên giảm, lúc ngủ sư đệ và lục sư đệ đem cơm lên cho ta ăn đều nói cho ta nghe hết rồi." Nhạc Linh Sang nói: "Vậy tại sao đại sư ca lại ốm đến như vậy?" Lệnh Hồ Xung cười cười nói: "Tiểu muội mà hết bệnh á thì ta lập tức mập ra ngay." Nhạc Linh Sang nói: "Đại sư ca nói thật với tiểu muội, trong mấy ngày nay mỗi bữa đại sư ca ăn được mấy bát cơm. Lục Hầu Nhi nói đại sư ca chỉ uống rượu chứ không có ăn cơm, có khuyên đại sư ca nữa đại sư ca cũng không nghe. Đại sư ca, tại sao lại không bảo trọng thân mình chứ?" Cô nói đến đây thì hai mắt đỏ lên. Lệnh Hồ Xung nói: "Hắn nói lung tung, tiểu muội đừng có thèm nghe. Bất luận nói chuyện gì, Lục Hầu Nhi đều dặm mắm thêm muối đó. Ta đâu chỉ có uống rượu mà không ăn cơm chứ." Chàng nói đến đây, một trận gió thổi đến. Nhạc Linh Sang bị lạnh rung lên cầm cập. Trời đang vào lúc trọng đông, trên đỉnh núi gió lộng bốn bề, không một cành cây cản gió. Hoa sơn vốn đã vô cùng rét lạnh, ở trên đỉnh núi càng rét lạnh hơn. Lệnh Hồ Xung vội nói: Tiểu sư muội chưa được khỏe hẳn, lúc này á ngàn lần không thể để bị lạnh nữa, mau xuống núi đi. Đợi hôm nào có nắng, tiểu muội hoàn toàn bình phục hãy lên thăm ta." Nhạc Linh Sang nói: "Tiểu muội đâu có lạnh đâu, mấy ngày nay nếu trời không nổi gió thì tuyết vẫn rơi mà, nếu đợi lúc có nắng thì không biết đến bao giờ mới có." Lệnh Hồ Xung vội nói: Muội lại bị bệnh thì biết làm sao, ta Nhạc Linh Sang thấy dáng vẻ Lệnh Hồ Xung tiều tụy, nghĩ bụng: "Nếu ta lại bệnh nữa thì chắc đại sư ca có thể bệnh theo. Trên đỉnh núi cao vút không có người chăm nom, như vậy không phải là ta làm nguy hiểm đến tính mạng của đại ca sao?" Cô liền nói: "Được rồi, tiểu muội đi đây. Đại ca phải bảo trọng, uống ít rượu một chút nha. Mỗi bữa phải ăn 3 bát cơm. Tiểu muội sẽ nói với gia gia là đại ca không được khỏe, nên cần tẩm bổ một chút mới được, không nên ăn chay mãi." Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói: "Ta không dám phạm giới ăn mặn. Ta thấy tiểu sư muội hết bệnh thì lòng vui mừng lắm. Không đầy 3 ngày, lập tức sẽ mập lên cho mà coi. Hảo muội tử, xuống núi đi thôi." Ánh mắt Nhạc Linh Sang chứa chan tình cảm, hai má ửng hồng, cô khẽ hỏi: "Hả? Đại sư ca
kêu tiểu muội bằng gì? Lệnh Hồ Xuân cảm thấy ngại ngùng nói. Ta chỉ buộc miệng nói ra. Tiểu sư muội, tiểu sư muội đừng có trách nha. Nhạc Linh Sơn nói, tiểu muội làm sao mà trách được, tiểu muội rất thích đại sư ca gọi tiểu muội như vậy đó. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy nóng răng, chỉ muốn giang hai tay ôm cô vào lòng, nhưng lập tức nghĩ lại. Tiểu sư muội đối đãi với ta nặng tình như vậy, đương nhiên ta phải kính trọng cô ta, tại sao ta có thể mạo phạm cô ta được? Chàng nghĩ vậy rồi quay người đi, dịu dàng hỏi. Lúc tiểu muội xuống núi á, nhớ đi chậm chậm từng bước một, nếu mệt thì nghỉ một chút, đừng giống như lúc bình thường cứ chạy một mạch nghe không? Nhạc Linh Sang dạ rồi quay người đi đến bên sườn núi. Lệnh Hồ Xuân nghe tiếng bước chân của cô ta xa dần mới quay người lại, thấy Nhạc Linh Sang đứng cách đỉnh núi mấy trượng. Chàng đứng trơ người nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau rất lâu. Lệnh Hồ Xuân nói to, tiểu muội đi chậm chậm thôi, nên về đi. Nhạc Linh Sang đáp dạ rồi mới quay người đi thẳng xuống núi. Ngày hôm đó, Lệnh Hồ Xuân cảm thấy chưa bao giờ được hạnh phúc như vậy. Chàng ngồi trên tảng đá, nhìn không được bật cười lên. Đột nhiên chàng hít dài một tiếng, vang dội cả sơn cốc. Tiếng hít tựa hồ như muốn la to, ta hạnh phúc quá, ta hạnh phúc quá. Ngày hôm sau tuyết lại rơi, quả nhiên Nhạc Linh Sang không đến. Nghe Lục Đại Hữu nói, Lệnh Hồ Xuân biết cô bình phục rất nhanh, càng ngày càng khỏe ra, lòng vui mừng khôn tả. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi phần 16 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi việc thi hành án phạt của Lệnh Hồ Xuân qua phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com nhé. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.